Bà chủ thầm lặng sau lưng Bùi Tiến Dũng, là tiểu thư nhưng không đại cát. Nhắc đến vợ, mắt Bùi Tiến Dũng như lóe sáng. Anh từng chia sẻ với truyền thông, tôi khẳng định vợ tôi không phải là tiểu thư đại cát, Linh có thể làm được tất cả mọi việc. Đầu năm 2021, Bùi Tiến Dũng đã từng chia sẻ khá thẳng thắn về vợ trên Dân Việt. Anh nói, nhiều người bảo tôi lấy vợ giàu, chuột xa chính gạo, nhưng nói thật, vợ chồng gặp nhau là cái duyên. Có hợp nhau lấy nhau không là một chặng đường rất dài nữa. Vật chất sẽ chẳng là gì nếu hai người suốt ngày cãi vã, cuộc sống lúc ấy mệt mỏi lắm. Tôi khẳng định vợ tôi không phải là tiểu thư đại cát. Linh có thể làm được tất cả mọi việc, từ nội trợ, chăm con, kinh doanh. Tôi tự hào vì có bạn chung giường giỏi giang như thế và chúng tôi có thể độc lập hoàn toàn về tài chính. Vậy vợ trước vẻ Bùi Tiến Dũng là ai mà dân mạng lại đồn cầu thủ này cưới được nàng như chuột xa chính gạo? Vợ Bùi Tiến Dũng tên là Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1997. Sau khi du học Singapore về, cô tiếp nhận công việc kinh doanh khách sạn của gia đình tại Bắc Ninh. Ngoài xinh đẹp tài giỏi, Khánh Linh còn khiến các fan girl của Tiến Dũng ganh tị với cuộc sống sang chảnh của mình. Khánh Linh sở hữu hàng loạt vật dụng mang thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel, Gucci, v.v. Sinh ra trong một gia đình khá giả, làm kinh doanh ở Bắc Ninh. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ chiều chuộng hết mực. Nhưng đáng quý là, song song với đó, cũng được gia đình uốn nắn, dạy cách sớm tự lập. Sau quá trình du học ở Singapore, Khánh Linh về quản lý cơ ngơi của gia đình, kinh doanh khách sạn và quán karaoke. Gần đây, cô và Bùi Tiến Dũng còn kinh doanh thêm thời trang, cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện về cộng đồng. Ở khía cạnh gia đình, Khánh Linh là điểm tựa vững chắc cho Bùi Tiến Dũng khi cô gần như một tay lo lắng mọi chuyện bởi chồng vốn thường xuyên phải xa nhà để tập luyện thi đấu. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, Khánh Linh hạ sinh con gái đầu lòng cho Bùi Tiến Dũng, bé Susie, tên thật là Bùi Khánh Tuệ An. Cuối năm 2021, gia đình Tiến Dũng đón thêm bé thứ hai là Bùi Khánh Gia Hân, biệt danh là Mochi. Thêm con là thêm vui, nhưng dĩ nhiên cũng thêm nhiều áp lực cho bà mẹ Khánh Linh. Dù vậy, như Tiến Dũng nói, Linh có thể làm được tất cả mọi việc từ nội trợ, chăm con, kinh doanh. Thế mới thấy Bùi Tiến Dũng cưới được Nguyễn Khánh Linh, hạnh phúc không phải cơn ngơi của nhà vợ mà bởi người đầu gối tay ấp đầy đảm đang. Tán nàng từ bệnh viện, hạnh phúc và sóng gió gia đình. Chuyện tình của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Khánh Linh chẳng long lanh như phim Hàn Quốc. Ở đây không có cảnh chàng vội vã đi dự sự kiện, va vào nàng rồi cả hai nhìn nhau đắm đuối, trúng tiếng sét ái tình. Cũng chẳng phải cảnh ở sân bay, chàng vội vã với hàng đống hành lý, va vào nàng, hai người cãi nhau, đòi đánh, đòi kiện, rồi từ ghét sang yêu. Câu chuyện thực tế rất đời, nếu không muốn nói hơi bình thường. Kể ra thì chắc ai cũng thấy lạ và hài hước. Vợ chồng tôi quen nhau trong bệnh viện. Người đẹp sinh năm 97 kể với truyền thông về chuyện quen chồng hồi năm 2018. Anh Dũng có biết tôi qua sự giới thiệu của một người quen. Tuy nhiên lúc đó chúng tôi chưa hề nói chuyện với nhau và tôi cũng không biết anh ấy. Đợt đó tôi ốm phải nằm viện, anh Dũng chủ động nhắn tin rồi tới thăm tôi. Không ai tỏ tình với ai cả, chúng tôi cứ ở bên nhau rồi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Khánh Linh chia sẻ với truyền thông. Sau khoảng 3 tháng nhắn tin hẹn hò đi chơi như bao cặp đôi khác, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Khánh Linh chính thức hẹn hò. Và phía sau là mối quan hệ vững chắc để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Như hôm 6 tháng 5 vừa rồi, Bùi Tiến Dũng đưa vợ và hai con đi chơi. Anh chia sẻ trên mạng xã hội những giây phút bình yên. Bố vẫn đẹp trai nhất nhà. Hoặc ngược về ngày 22 tháng 3 năm 2022, Bùi Tiến Dũng quay cảnh cùng hai con hát chúc mừng sinh nhật vợ rồi chia sẻ trên mạng xã hội. Ba bố con chúc mừng sinh nhật mẹ Linh xinh. Chúc vợ yêu bước sang tuổi mới luôn mạnh khỏe, xinh tươi, thành công và luôn là hậu phương vững vàng cho ba bố con. Bố yêu mẹ nhiều nhiều. Những lúc không phải tập trung cùng câu lạc bộ hay tuyển để rèn luyện và thi đấu, Bùi Tiến Dũng luôn cố gắng dành trọn vẹn thời gian cho Khánh Linh và các con. Bên trong gia đình của Khánh Linh, Tiến Dũng, sự đầy đủ nhất không phải là ở vật chất mà chính là tình cảm và những nụ cười hạnh phúc. Tất nhiên, như mọi gia đình khác cũng có lúc họ gặp sóng gió. Đã từng có một đợt Khánh Linh lên mạng xã hội chia sẻ tâm sự buồn chán khiến người hâm mộ không ngừng bàn tán. Sau này khi được hỏi về khoảng thời gian ấy, Bùi Tiến Dũng thẳng thắn chia sẻ trên Dân Việt. Có đợt vợ tôi viết gì đó lên mạng xã hội khiến truyền thông thổi phồng nhiều thứ. Điều đó khiến tôi áp lực, nhưng tôi nhận ra tôi cần phải chỉnh chu hơn để gia đình không gặp phải những rắc rối như vậy nữa. Sau sóng gió là bình yên. Ở thời điểm hiện tại, gia đình của Khánh Linh với Bùi Tiến Dũng đang rất êm ấm, hạnh phúc. Nếu Bùi Tiến Dũng đã biết cách để chỉnh chu hơn, thì Khánh Linh cũng
ngày càng trở thành một điểm tựa ấm áp vững vàng hơn cho chàng tuyển thủ đội tuyển quốc gia. Bà chủ yêu hàng hiệu, là mẹ bỉm sữa bận rộn, là người vợ đảm đang chăm việc nhà, giỏi việc kinh doanh. Thời gian của Khánh Linh luôn rất thiếu thốn, dù vậy cô vẫn luôn có khoảng trống, dù ngày càng nhỏ, cho những đam mê về làm đẹp hay diện đồ hiệu. Sở thích lớn của Khánh Linh là mua sắm quần áo, phụ kiện và mỹ phẩm. Không ít lần nàng qua đi dạo là tiêu phí hàng chục triệu tới cả trăm triệu đồng cho những món đồ hiệu. Thương yêu vợ phải ở phía sau chăm sóc gia đình, Bùi Tiến Dũng cũng rất biết cách chiều sở thích của Khánh Linh. Trong kho đồ hiệu của mỹ nhân Bắc Ninh, có không ít những món đồ là quà tặng từ trung vệ Viettel FC. Có lẽ sau tất cả thì Bùi Tiến Dũng cần phải chỉnh lại câu nhận xét của mình về vợ mới đúng. Khánh Linh quả là một nàng tiểu thư vừa đại cát vừa đảm đang. Lấy được cô vợ thế này mới là bàn thắng quan trọng nhất Bùi Tiến Dũng đã ghi trong cuộc đời, hơn mọi thứ vinh quang bên trong sân cỏ.